Quay lại với clip buổi tối ngày nay, Thanh Nguyễn trân trọng kính mời các quý khán giả cùng thưởng thức một bộ hát và nghe nhạc có tổng trị giá là 26.800.000. Sản phẩm này vẫn quay đi quay lại là Motivity. Tại sao Motivity lại nhiều người mê đến thế, say đến thế và nhớ đến thế? Bởi vì nó cho một chất lượng âm thanh cực kỳ xuất sắc và hoàn hảo. Thanh Nguyễn mời các bác nghe một bản nhạc. Chất chưa? Chỉ biết từ chất, sắc nét, tiếng bát đánh ui, chất là mềm đấy nhá. Thế đây chính là cái bộ nghe và hát. Thế cái bộ là anh Nguyễn sử dụng như sau. Như sau bác nhá. Bây giờ em mời các bác nghe tiếng mic. Cho dù em hát không hay, nhưng chủ yếu cái hồn của mic đó nhá. Bộ karaoke hay yêu cầu người hát phải hay, và bộ dàn đó đương nhiên phải hay rồi. Nhưng các bác phải nghe tiếng bay, tiếng nhẹ và tiếng thoáng của bộ hát này, nó hay như thế nào. Đến nay người xuống đời
xin đêm mùa vui tươi. Những đôi môi này đã lâu không cười. Lạy Chúa con còn nhớ tuổi học sinh, vì cha là lính con thiết tha xin an vui cho người đầu tiên. Trên thơ yên tâm sạch đẹp, đời mẹ hiền con hết yêu phiền. Các bác nghe cái độ sắc sảo của tiếng nhạc và tiếng bích nó pha trộn với nhau cực kỳ hợp lý và nhẹ nhàng. Bây giờ em sẽ được giới thiệu tiếp tục, đó là toàn bộ cấu hình của bộ hát và nghe nhạc này. Thứ nhất là một cặp loa Multiviti, model là AL12 sự bắt 30 tép kèm. Đây em chơi một đôi duy nhất, các bác để nhìn quan sát một đôi nhất. Thì dòng loa này đã được thể hiện rất là nhiều rồi, rất là nhiều, một đôi duy nhất thôi nhé, một đôi duy nhất Multiviti. Và đây là một sản phẩm chính hãng được nhập khẩu chính ngạch, Multiviti AL12 công suất 300W một quả, tổng công suất nó là 700W. Đấy, thùng gỗ và sơn sần bóng. Để thực hiện tốt cái chất âm của nó thì anh Nguyễn đã sử dụng một bộ mic. Một bộ mic này là bộ mic đến từ thương hiệu Sotop, được sản xuất trên dây chuyền của Mỹ. Dòng mic rất là hay và nhẹ. Tí em thử tiếng mic. Tiếp theo là một chiếc máy lưng tiếng để làm dầu chất liệu của âm thanh, DBL Otic EX200, hàng chính hãng, mic chính hãng thôi nhé. Đây, đây là chính hãng này. Tiếp theo một quản lý nguồn để cắm cho tiện dụng, đó là JBL S68. Một chiếc vang số ST69, con này bắt Bluetooth cổng quang, rất nhiều chức năng. Tiếp tục đồng bộ của nó là một cục đẩy AL650. Thì em xin báo giá luôn, nếu các bác lấy combo này thì em đang khuyến mại đầu xuân này, loa và đẩy với nhé là 16 triệu, mic 3,5 triệu, lưng tiếng 1,6 triệu, quản lý nguồn 1,5 triệu và vang số 4,2 triệu. Đó là giá là em đã báo chính xác, các bác không giấu giá. Các bác nếu mà muốn xem tìm hiểu nhu cầu thì em nghĩ là các bác cũng xem hết cả clip đi thì như thế nó rõ ràng hơn. Đấy, mọi nhu cầu mua sắm lắp đặt các bác hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 410. Bác có nhu cầu đến nhà em, hoặc là các bác có cái phạm vi bán kính tầm trên 100 cây số có thể liên hệ với em. Em có thể lắp đặt trực tiếp cho các bác nhé. Đấy, lắp đặt trực tiếp thì nó có thể là cao một chút thôi nhé, về công vận chuyển tín lại. Đó là bộ hát có thể là tuyệt vời, nghe nhạc thì nó quá là cấp quá nhé. Anh có chào các bạn ạ.